Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết nhanh chóng ký gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD cho Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tham gia cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào ngày 28 đến 29 tháng 4, nơi ông sẽ gặp Thái tử Ả Rập Xê Út và các nhà lãnh đạo khu vực khác. Các thành viên trong bồi thẩm đoàn của New York, Mỹ bắt đầu tham gia phiên xét xử cáo buộc hình sự đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell khẳng định nước này và các đối tác châu Âu không có ý định mở rộng sự hiện diện của NATO ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Anh sẽ bổ nhiệm Đại tướng Win Jenkins, một trong những tướng lĩnh hàng đầu của Anh, làm cố vấn an ninh quốc gia mới. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo Nam Phi sắp vượt Nigeria và Ai Cập để trở thành nền kinh tế lớn nhất châu Phi. Thụy Sĩ phân tích kỹ báo cáo độc lập về cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc cho người tị nạn Palestine trước khi đưa ra quyết định về nguồn tài trợ. Azerbaijan và Armenia sắp ký thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thập niên. Đảng sở hữu đoàn kết và trách nhiệm do Thủ tướng quần đảo Solomon Manasseh Zogava lãnh đạo giành nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử quốc hội nước này. Tân Thủ tướng chính quyền Palestine Mohammad Mustafa công bố chương trình cải cách, tập trung vào tăng cường tính minh bạch, chống tham nhũng, cải tổ hệ thống tư pháp và bộ máy an ninh và nâng cao năng lực khu vực hành chính công. Thu nhập thuế của Đức giảm trong tháng 3 năm 2024 so với cùng kỳ năm trước sau 2 tháng tăng mạnh. Anh có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% GDP vào năm 2030. Ngoại trưởng Uzbekistan Bakhtiyor Saidov và người đồng cấp Anh David Cameron ký tuyên bố hợp tác toàn diện và một bản ghi nhớ về kết nối khu vực và quốc tế tại thủ đô Tashkent. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đến Baghdad trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Iraq kể từ năm 2011. Mỹ bắt đầu đàm phán với Niger về việc rút hơn 1.000 nhân viên của Washington khỏi quốc gia châu Phi này.